Sếp à? Sếp to luật pháp không? À. Em. Với cái kiểu như thế này làm sao mà thành phố mình lập lại văn minh đô thị được? Nếu mà ai cũng như em làm sao mà lập lại trật tự đô thị, văn minh đô thị? Sếp làm sao mà sếp nào to hơn luật pháp? Biết là quận 1 với thành phố 7 tháng nay như thế mà vẫn còn đầu này. Xử lý nhanh lên. Em điều đánh xe ra cho bác nhanh lên. Phải lưu ý với cái này, đinh như thế này, người đi đường người ta dẫm vào như thế này thì làm sao mình trách nhiệm lãnh đạo phường là phải xử lý với cái này chứ. Lấy xe máy đi hàng ngày đi cắt cho phường này để coi có gì bất hợp lý xử lý, lưu ý đi em nha. Đi một đông đi đông mà cứ đứng nhìn này thì đi làm gì? Đào bác cái xe kia, đi đông mà cứ đứng chụp lại với nhau thế này thì làm gì? Cậu kêu trực cảm nữa, em cũng có rồi luôn. Anh làm cứng nhắc quá. Lột. Em nói thẳng cái gì á? Em khẩn trương, nếu mà không chấp hành thì chúng ta cầu nhanh. Chừng nào em không chấp hành thì anh cậu. Còn em chấp hành đúng thì anh phải nghe chứ. Xe của em đã dừng tại hiện trường và em đã không di chuyển, em dừng hiện trường chứ không phải xe đang chạy. Tại vì con khi nào xe đang chạy thì là chuyện khác, xe đang chạy thì không phải ra là chuyện khác. Chạy lên thì con đi liền, xe nó phải là con biết nó đi vào là mình lắm. Mà em thấy có là điện thoại làm những cái đi chặn người ta chứ bạn. Rồi, chưa bị dễ rồi. Được rồi. Khi nào xe đang lăn bánh là đội trật tự sẽ vi phạm, còn xe đang dừng là em vi phạm. Rồi, bật chưa? Không, phải. Tất cả mọi người đã chứng kiến hết, xe đọc từ lâu rồi. Ở đây cũng có người làm chứng, không có vừa chạy xe ra. Ai làm chứng? Ai làm chứng là cái xe này? Bây giờ tôi hỏi là anh nào chứng kiến là cái xe này á là đang lăn bánh hay đang dừng bánh? Bây giờ chú hỏi mấy anh này thử không, em tôi đang hỏi đây. Chạy ra đây phải hay không? Anh nào? Ví dụ như con đậu 5-10 phút á, chú thấy á, anh này đi ra đây đâu trên vỉa hè xe dừng bánh chúng tôi mới xử phạt, rất rõ ràng theo luật nha. Còn em lái xe mà không nắm luật thì đừng lái. Bây giờ còn nếu như anh nói luôn ở cái quận 1 này mà không học theo luật, không làm theo luật thì về rừng công binh họ. Bây giờ con nói chú á, ví dụ như bây giờ chú xử phạt, con đồng ý với chú nhưng mà phải có tình có lý. Bây giờ con nói chú, nếu như con đậu chiếc xe này hềm, bây giờ con nói chú nghe con nói cái đã. Nếu như con để đậu 5-10 phút chú phạt con vừa mới chạy ra chưa đậu đúng bây phút giờ nữa này, phạt con như vậy nhá. Sao nếu không chấp hành được cầu bạch trương giải phóng mặt bằng ngay lập tức, đi xe hơi không có được như vậy. Vui lòng đứng ra giấy tờ xe có những người làm cái này cũng được nha. Làm này được phải có tình chứ không phải vô lý gì đâu. Chở đây nè. Đây. Sau đó rồi, phó chủ tịch phường rồi. Anh em phải làm việc nè, em đứng đây làm việc nè. Không em cứ cẩu hoài vậy. Em đang đứng đây đợi làm việc đây. Thì nè, em đang đợi này làm việc mà. Rồi thì nè, ai làm việc đây em. Bây giờ em cứ nói trình bày vậy nên giờ anh làm đó là từ từ con đuổi đầu xe. Xe của bạn
xe đang không lăn bánh trên vỉa hè rất lâu rồi. Chúng tôi phát hiện máy ở ga cơ. Dạ không ạ. Dạ. Bây giờ này nè, bây giờ em đừng có chối với cái đó nữa. Phải chấp hành. Tôi cho anh em một lần thôi là xe con ra thì hai chiếc xe phải rời ra cho chiếc thứ ba ở trong ra thì nó mất một khoảng thời gian, khoảng 3 phút thì xe nó mới ra khỏi cái cửa này được. Nên xe còn phải đậu đó, chứ xe còn phải chặt tới chỗ tiền thanh lưu để xe kia ra được. Thế thì điều đầu tiên bạn biết bạn làm cái gì đâu? Bạn có để đèn nhấp nháy. Dạ. Bạn đâu có để đèn nhấp nháy, bạn ngồi cho nó bạn đọc báo coi mà. Dạ. Bạn nghỉ ngơi. Dạ không. Dạ không. Xe không đợi xe ra có mấy phút rồi chú. Có để đèn nhấp nháy không? Không. Và tôi đã phát hiện từ 200m đằng kia rồi. Con chỉ dời ra xong rồi xe ra thôi chú chứ còn. Không, bây giờ em phải chấp hành. Biết là không cố tình nhưng ngày hôm nay bạn đã để xe trên vỉa hè. Tôi không biết là bạn cố tình hay không nha, bởi vì cố tình không chỉ có bạn được biết thôi. Mà bạn biết rằng là chúng tôi đã quyết tâm lập lại cái văn minh đô thị, làm đẹp cho thành phố 7 tháng nay như thế nào. Đến quận 1 này phải học luật, phải làm việc theo luật, chấp hành theo luật, còn không vào từ văn minh sống. Chứ không thể sống ở quận 1 này đấy. Nói con tiếp nhận ý kiến, nhưng mà con có ý kiến. Tôi theo dõi ông từ 200m đằng kia, và tôi thấy xe ông không để nhẹ nhấp nháy, ông ngồi trên xe, ông mở máy lạnh. Và ông cứ ngồi trong xe thôi. Đấy khi tôi xử lý ông thì ông bảo lý do này lý do khác. Dạ không, ông muốn chờ về nguyên tắc luật giao thông, ông muốn chờ ra xử lý một tình huống khác. Không phải để đèn nhấp nháy, đặc biệt là xe đang đậu trên vỉa hè. Phải hiểu luật như thế, không hiểu luật cái gì hết mà cứ cãi cho mà. Và bây giờ anh nói anh không việc nhỏ giùm anh đang không phải vấn đề việc nhỏ. Xi nhan ngoài cho con cảm việc nhỏ giùm con đi. Hai con đợi xe nó ra, con dời xe ra cho con ghe vô lại thôi. Không phải. Nếu có xe ra xe vào là thứ nhất để xi nhan, thứ hai là bảo vệ đã hướng dẫn xe này. Đã có bảo vệ hướng dẫn. Ở đây hiện trường lúc đó không có một vấn đề gì hết, tất cả đều là xe đang dừng máy á. Nhưng mà đang nổ máy. Đang nổ máy. Không, cái nổ máy là để anh có oxy anh sống được ở trong đó. Còn nếu như anh đóng cửa mà anh không nổ máy thì anh chết rồi. Làm sao anh sống nổi ở trong đó? Bây giờ con trình bày với chú Hải về. Chú Hải làm việc vỉa hè rất tốt, rất căng, rất nghiêm. Tài xế ai cũng phải sợ. Cho nên phải chiếc bãi xe vô. Nhưng mà chú Hải phải tạo điều kiện cho tài xế ra vô đậu xe, chui ra chui vô. Tôi chạy ra chạy xe vô của anh. Cho nên chú Hải phải tạo điều kiện như vậy. Chứ Hải dời xe mà chú Hải bắt những cái lỗi nhỏ xi nhan như con như vậy thì tài xế làm sao chịu nổi chú? Cái xe đỏ bên cạnh cứ giống bạn à? Dạ đúng sao? Rồi, dạ rồi. Ok dạ, vào. Dạ hai xe chạy ra thì chiếc xe thứ ba. Thứ ba nó ra. Rất là kẹt chú. Bãi xe nó là kẹt nhất ở Sài Gòn này. Thế bây giờ tôi nói bạn này. Nếu bạn nói vậy tôi sẽ giải thích luôn. Nếu bạn không có xe mà bạn không vào được chỗ này thì bạn phải đậu dưới lòng đường xong chờ khi nào được vào, bảo vệ trong này ra hiệu bạn được vào thì bạn mới vào. Còn bạn không được phép đậu trên vỉa hè như thế. Không, cái này không phải đậu, nhưng mà nói anh Hải nghe, không phải đậu, nhưng mà tại vì anh em mới ghe xe ra. Chứ nếu mà đậu thì nó lại phép, nếu đậu thì phải chấp hành, chấp hành anh đề, đó xin lỗi. Cái này là không được lái xe, và về nguyên tắc, bà đang lái xe dưới lòng đường, bà muốn vào. Ở đây bảo vệ phải chỉ nhan cho bạn ra vào. Tôi nói thật anh, nếu mà không có anh cứ bắt lỗi nhỏ vậy là không phải muốn lỗi nhỏ. Anh phải tôi khẳng định hai xe này đang không phải là dê đâu, không phải, không có một dấu hiệu gì là xe dê. Không, tôi dê ra thật, chạy ra để mà dê xe thứ ba ra. Chứ còn nếu mà hổm lại bị lập biên bản quá trời luôn, quận Hòa Lạc mà, phường lập mà, rồi không thể đi vô giáp đầu qua ngoài này được. Nếu con dê vô, con hoàn toàn. Ờ, mới qua mới lập nữa. Con cứ cho chú Hải cẩu xe về, chú Hải cứ liên hệ người trong bãi xe này, coi họ có chuyển xe con không. Nếu họ không chuyển, họ sẽ từ chối, họ nói họ không biết rồi. Đôi uống, đôi uống. Tôi uống. Tôi đầy mùi bia nè. Tôi uống nè. Tôi ra nè, có người mùi bia không? Tôi có luôn nè. Chú dễ thử nồng độ cồn chú. Nếu chú nói vậy. Bây giờ đây nè, 200m từ đằng trước á, là tôi đang đậu xe kia cùng xử lý trên kia. Tôi đã thấy cái xe này đậu án binh bất động. Chứ không có một dấu hiệu nào đang ghe vào. Hai chiếc xe ra, chiếc thứ ba chưa ra chú. Sao chiếc ghe vô được? Không có bảo vệ nào ra hiệu á. Thứ hai là không có đèn xi nhan. Để tôi biết rằng là xe anh đang xử lý một tình huống khác. Tài xế sống khó khăn lắm chú Hải. Chú Hải đừng vì một cái đèn nhấp nháy mình phải bắt lỗi tụi con tối ngày như vậy. Làm sao tụi con sống? Lương con có bao nhiêu đâu? Em có học luật giao thông không? Em có, em mới lấy bằng. Vậy thì bây giờ này nè, em đang trái luật rồi, sai luật rồi, em phải chấp hành. Chứ không có chuyện mà em nói chú Hải khắt khe thế này thế nào không được. Luật cho luật. Đó, phải như thế thì đất nước mới phát triển được. Còn cứ như em suy nghĩ thế này, tư duy thế này thì làm sao xã hội phát triển được? Không phải. Nếu mà nói vậy thì được rồi. Tôi đang làm việc với tài xế. Xin mời anh đi chỗ khác. Không phải nhiệm vụ của anh đi chỗ khác. Còn bây giờ đội trật tự đô thị đâu nào?
khẩn trương thực hiện theo đúng quy trình thực hiện đối với cái xe này nha, không nói qua nói lại nữa. Chú Hải, giờ chú Hải xử lý xe còn sao? Còn lâu lắm rồi. Cái gì chú Hải? Bây giờ xe đầu trên vỉa hè phạt 700 ngàn, còn nếu em không chấp hành thì phong cậu về nha. Vậy đi, anh đang xử lý cái chỗ rác này, tôi không nói nữa. Anh em phóng viên ai đại diện đi ra đó cho anh em phóng viên kia. Trả tiền đi, kêu hoa trả tiền. Bao nhiêu tờ? Bao nhiêu tờ chị? À, chị cảm thấy như thế nào khi được bán hết trên tờ số? Dạ. Dạ thấy chú mua mà mừng hết. Chị biết đó ai không? Dạ, chị có biết người mua mình lại không chị? Dạ biết. Chị cảm thấy như thế nào rồi? Chấp vé số cái cho coi chấp vé số. Tổng cái này là bao nhiêu vé? 1,5 triệu. 1,5 triệu tức là 150 vé. 150 vé. Con chị nhiêu tháng tuổi rồi? 4,5 tháng. À, chị có ủng hộ việc của ông Hải để dự vé không? Ơi rớt kìa. Nhiêu ba ba. Cô bé thư ký xinh đẹp đây. Đây là cô. Bác đem vào nhà nó không thể đây, có lúc người đi bộ mấy quan ra đây, nó không thể đi bộ.
Đó. Ở đây em phải bác lớn tuổi nó không giải quyết cho bác. Nhưng mà nếu ngày mai mà còn tiếp tục nữa thì không được. Tại vì bác làm trong cái phần đất của bác vừa. Cái bác để cái này là ảnh hưởng đến cái lối để là không được. Vậy nha bác. Không nên để cái gì lú ra ngoài vỉa hè. À, cái này không, dạ. Không để đâu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà làm sao mấy ông tính được tôi coi à, làm sao để vô để ra đây tôi sắp nổi. Là bác kêu con bác phải đục cái này nó trong á để chiếm diện tích vỉa hè thuộc phạm vi sử dụng á để lùi vô trong không nên lấn ra ngoài nữa. Sao lấn ở đâu mà lấn? Nhà tôi cất từ đó tới giờ mấy chục năm rồi mà lấn cái gì? Quay vô do hết bánh thịt cho bà đẹp năng không biết Anh sẽ không có tiền tiền tiêu đâu.
This is my address. This is my name. And your address? Yes. Chợ Nga, quận 1, A. 120 for sale. 100 trail. Can I get your number? Yeah. My number. I understand, sir. The concern is you need to catch that person and if possible return the handbag. That is more important than money. Yeah. Money is not important. Money is not important. Nếu như kiếm được cái người giật được cái túi thì càng đang tốt thôi. Lực lượng cảnh sát đang cố gắng. The police officer has going to find us. Okay. So we don't want money. We want to take this address. And this is my number. Yes. If you have any special help, you call me. Okay. I'm Mr. Dupin. Yeah. Oh, okay. Chú này em gửi lại. Push thing. Okay, sir. Thank you. Yeah. No, no. No, not sorry. Yeah. Yeah. What? Yeah, I will take that job. Yeah.
xong rồi giết đâm từ đó. Anh cứ sâu sắc, anh uống bia uống rượu rồi mà anh nói sâu sắc cái gì? Không được đâu. Xe này là lỗi đậu trên vỉa hè mà sâu sắc cái gì? Đưa điện thoại tôi nói, tôi đang. Anh này ơi, anh này anh nói chuyện với anh Hải cái nha, báo về vụ đó đó. Được. Bây giờ cho tôi gặp đại diện công an phường. Anh cho tôi gặp đại diện công an phường. Được chưa? Anh nhận cái xe đó đi, thật chưa đi, tôi còn cẩu một chiếc xe này nữa về đây, thật chưa đi. Bây giờ anh điều cái xe đó vào Ủy ban nhân dân phường Tân Định đậu cho tôi. Ủy ban nhân dân phường Tân Định. Tất cả xe cẩu hết vào đó nha. Vâng. Kêu xe cầu đến cầu chút này về Ủy ban nhân dân phường Tân Định để dạ. Kêu đi. Biết rồi tôi cầu về chỗ quá, cầu về bây giờ ai đi xin đi em thì không thể giải quyết được. Luật tàu luật đi được cả người đấy. Em lại sai nữa rồi đó, lại sai nữa. Luật giao thông nữa là lập quy định rất rõ, cầu trên vỉa hè là sai rồi, là sao bằng cấm? Vỉa hè làm gì cần bằng cấm? Vỉa hè đâu cần bằng cấm? Ôi nói là càng nói càng sai nữa. Bây giờ thế này, đưa cái xe này về Ủy ban dân phường Tân Định nè, gần đây nè, đó cầu về đó đóng tiền xe cầu 900.000 và 700.000 tiền nộp phạt đậu trên vỉa hè, đậu lấy xe nhá, thật trương đi. Không thì giờ xe chưa tới thì con xin đóng không được, không được. Đã niêm phong rồi, đợi rất lâu rồi, anh đợi ướt hết cả đóc này, thấy chưa nhá. Cái hành vi của em là cố ý rồi, ở bên nước ngoài á cái tội này còn nặng lắm đấy, ý là tước bằng lái bấm bao nhiêu lỗ đó nha. Thôi cần chưa đi, biết gì của em thứ nào qua iPhone này bác hết rồi, theo dõi 8 tháng này thành phố này xử lý như thế nào và một xử lý như thế nào mà làm sao mà không biết. Bây giờ thôi thì một lần để sẽ rút kinh nghiệm ngay là chung tay với thành phố đi. Của em rất là trẻ, rất dễ thương, anh thấy là được đấy. Thôi để đi. Thank you.